trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thiên thần giấy vệ sinh. Chuyến đi tốn 3 tờ giấy ạ? Giờ hãy dùng giấy vệ sinh thay cho tiền mặt. Cảm ơn. Mời xem hóa đơn. Xem nào, 3 tờ à, thêm tiền tiếp. Của bạn đây. Thật hào phóng. Casino giờ cũng khác đi. Vòng quay may mắn từ giấy vệ sinh. Dùng tay thử vận may cho giải đặc biệt xem nào. Giá cược cao nhất cho bàn poker này là giấy vệ sinh 3 lớp siêu mềm siêu mới. Tôi theo hết. Oh yeah, tôi thắng rồi. Giấy vệ sinh quý báu này thuộc về tôi. Tôi sẽ mua luôn casino này. Nhanh nào giấy ơi, trùng khớp đi nào. Ủa không, cỗ máy này trêu chọc tôi sao? Thế giới mới lạ này có một nghề nghiệp mới. Đây, cho bạn thuê chú chó này. Nhưng bạn phải trả phí đó nha. Londie đã mất nguyên một tháng lương, nhưng chú chó lại nhỏ xíu như vậy. Thôi không sao. Cảm ơn. Alex đã chuẩn bị kỹ hơn. Bằng tiền tiết kiệm nửa năm của mình. Nhưng chưa đủ đâu. Đây, thêm giấy này. Đủ chưa nào? Alex có được chú chó to hơn. Cơ hội của Bruce thật mong manh. Một cuộn thôi sao? Ít quá. Bạn chỉ được chú chó giả này thôi. Ôi trời. Được rồi, Spot, đi dạo thôi. Alex đã sẵn sàng. Hôm nay anh ấy sẽ cầu hôn bạn gái mình. Em yêu, cưới anh nha. Wow, Alex, đây là chiếc nhẫn đắt giá nhất em từng biết. Dùng keo dán vòng kim loại vào nhẫn. Cuộn giấy bìa thành ống và gắn vào nhẫn nào. Dán đoạn giấy toilet nhỏ vào trong ống giấy bìa và cuộn lại. Ghi lời tỏ tình lên trên giấy. Và cuộn hết lại. Đặt nhẫn vào trong hộp. Dĩ nhiên em đồng ý. Nhưng khoan, còn nữa. Hãy kéo giấy ra. Đó là lời tỏ tình của anh. Thật quá lãng mạn, Alex à. Em sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Và ngày trọng đại đã đến. Alex không có khó khăn ư? Không thành vấn đề. Vị cứu tình luôn có mặt ở đây. Giấy vệ sinh. Xong, mình đã sẵn sàng cho lễ cưới. Londie quả là cô dâu đáng yêu và hạnh phúc nhất. Buổi lễ thật chứa nhiều cảm xúc. Và giấy luôn có sẵn ở bó hoa để mọi người lau nước mắt. Hai con hứa phải yêu nhau trọn đời, chia sẻ giấy vệ sinh trong những lúc ốm đau hay khỏe mạnh, lúc giàu sang hay khốn khó, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bằng sức mạnh từ trôm trôm gửi gắm, ta quyết định hai con là vợ chồng. Mang bánh cưới ra nào. Phủ lên bánh bông lan hình tròn một lớp kem. Thêm một lớp bánh bông lan. Phủ thêm một lớp kem nữa. Và đặt kẹo dẻo lên. Làm 6 lớp bánh bông lan nha. Phủ một lớp đường bột mỏng lên. Và cán mỏng fondant. Cắt hình chữ nhật và một vòng tròn. Và lấy fondant phủ lên bánh. Làm mịn mặt bánh. Dùng dụng cụ định hình để tạo lõi giấy. Và cắt đường răng cưa giữa các tờ giấy.
thêm vải fondant lên. Làm thật giống tờ giấy bị xé rách nha. Hãy cùng nhau thưởng thức cuộn giấy này, giống như cách các bạn sẽ sống sau này. Chiếc bánh là biểu tượng của sự sạch sẽ, sức khỏe và thịnh vượng. Chúc mừng đôi trẻ. Sinh nhật của Emily. Hãy sẵn sàng chúc mừng nào. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật. Chúng tôi có mọi thứ đây. Bong bóng, kem và pháo hoa giấy vệ sinh. Để giấy bay chính xác đến chủ nhân của buổi tiệc, cần phải dùng máy sấy nha. Buổi tiệc thật vui vẻ. Xu hướng thời trang mới nhất chính là khăn choàng giấy vệ sinh. Nhìn giấy tung bay nhẹ nhàng kìa, thật quyến rũ. Và dĩ nhiên, mọi cô gái đều ao ước chiếc túi sang chảnh này. Dùng giấy xốp quấn thành cuộn tròn và dán hai đầu lại. Làm phần đáy túi từ giấy xốp màu trắng, chừa phần nắp lại. Làm thật giống cuộn giấy vệ sinh nha. Dán dây thun lên và dán thêm một miếng cao su vào phần xốp. Dán miếng dán vải vào để dễ dàng đóng mở. Thêm hai vòng tròn vào hai bên làm dây đeo. Dán tên thương hiệu vào. Chiếc túi này sẽ làm mới diện mạo của bạn. Giấy vệ sinh đang làm mưa làm gió trên các sàn diễn, phụ kiện, túi, các bộ sưu tập. Hãy cập nhật xu hướng ngay và cùng nhau làm chủ thế giới nào. Bọn cướp đột nhập vào ngân hàng. Bọn chúng đang tìm gì thế nhỉ? Tiền sao? Không, quá bình thường. Vàng và kim cương. Nè, thứ vô giá trị. Đây, kho báu đích thực đây nè. Một kho tàng đồ sộ giấy vệ sinh. Tuy nhiên, có một thứ còn quý giá hơn gấp ngàn lần. Giấy vệ sinh bằng vàng cho người thống trị. Dán kèo hai mặt vào giấy vệ sinh. Rắc kim tuyến lên. Nhớ rắc cả phần lõi cuộn giấy nữa nha. Wow, lời to rồi. Kho báu đích thực. Dừng ngay, đừng phát ra tiếng động. Thứ này vô cùng quý giá luôn đấy. Chúng ta được đổi đời rồi. Quá khó để chiều lòng người phụ nữ này. Hoa ư? Xưa rồi Diễm ơi, mang đi ngay. Tạm biệt kẻ nhàm chán. Wow, wow, nhìn xem này. Bó hoa giấy vệ sinh khổng lồ. Dán cuộn giấy vệ sinh cỡ lớn vào ống nhựa. Làm tương tự thật nhiều nào. Nhớ chọn nhiều màu đấy. Đặt các cuộn giấy lại. Dùng nhiều loại giấy khác nhau để gói hoa nào. Quấn bó hoa lại. Thêm nơ ri băng vào. Đẹp tuyệt trần. Anh chàng nào giấu mình sau bó hoa này thế? Ông hoàng giấy vệ sinh à. Chào em. Anh yêu, sao anh biết sở thích của em vậy? Hãy cùng sống hạnh phúc bên nhau. Âm thanh kỳ lạ này phát ra từ đâu vậy? Tội nghiệp, chắc anh ta phát ốm mất. Nhưng thì ra là Sean đang thổi kèn trumpet trong toilet. Anh ấy bỗng ngẫu nhiên sáng tác và phải ghi lại những nốt nhạc này ngay trên tờ giấy vệ sinh này. Dùng bút vẽ khuôn nhạc lên trên giấy. Viết nốt nhạc lên. Bản giao hưởng toilet tuyệt vời đấy Sean. Đó là một bản nhạc ca ngợi sự tự do, tình yêu và giấy vệ sinh. Hãy kéo ra, giai điệu tiếp theo sẽ có ngay. Giới doanh nhân thường có quy tắc riêng của mình. Đồng nghiệp lại sắp trễ cuộc họp quan trọng rồi.
Anh ta đây rồi, đang chốt một hợp đồng quan trọng qua điện thoại. Đã hiểu, mất 3 tấn giấy vệ sinh nha. Thứ lỗi, tôi có cuộc gọi khác. Điện thoại đặc biệt đâu? Tôi nghe đây. Đúng rồi, đơn đặt hàng 5 lớp siêu mềm đã xong hết rồi. Cuối ngày bạn sẽ nhận được. Chào, là tôi đây. Xác nhận đơn hàng nha. Hẹn gặp lại. Là ông trùm trong giới giấy vệ sinh không hề dễ dàng chút nào. Cán đất sét thành một lớp mỏng, dùng thớt nhựa đè lên để có họa tiết giấy vệ sinh, cắt ra, nặng và định hình. Sau đó cho lên khay nướng, nướng theo hướng dẫn trên bao bì. Khi xong thì đặt một cuộn giấy vệ sinh lên nha. Son, bạn lại trễ hẹn rồi. Nhìn đây, đồng hồ này báo chính xác đây này. Luồn dây kim loại vào quai đeo, xoắn lại và cho cuộn giấy thanh toán vào. Cho đầu còn lại vào quai đeo bên kia, vặn lại và cho đầu dây vào cuộn giấy lại. Dùng kìm cắt phần dây dư đi. Đồng hồ này bị chậm rồi. Ồ, vậy sao? Để xé tờ này đi và ghi lại tờ khác. Bạn vẫn bị trễ đấy Son. Thôi được rồi, trở lại công việc đi. Bạn có thích những ý tưởng cùng giấy vệ sinh này hay không? Hãy nhận xét xem bạn sẽ làm gì nào. Nhận giấy vệ sinh, túi xách hay là đồng hồ. Và đừng quên nhấn thích video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng thú vị nào về giấy vệ sinh từ Trôm Trôm.